Những ngày gần đây, Triệu Lộ Tư và Trần Vĩ Đình vẫn miệt mài trên phim trường Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Đến phân cảnh cả hai thực hiện hôn lễ, chú rể Trần Vĩ Đình đã khiến khán giả phát cuồng tranh nhau làm cô dâu. Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ phong thái lịch lãm khi mặc bộ vest chú rể. Theo Sina, Trần Vĩ Đình thân hình cao to lực lưỡng, khi mặc vest càng tôn thêm sự quyến rũ nam tính của anh. Nam diễn viên Hồng Kông có gương mặt điển trai cao 1m85, được ví như móc áo di động. Bên cạnh đó, Trần Vĩ Đình có vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ khác với những sao nam gầy yếu mặt hoa da phấn hiện tại. Trong khi đó, thì Triệu Lộ Tư xuất hiện với hai bộ váy cưới không cầu kỳ nhưng cực hợp với vóc dáng của cô. Trong đó, một chiếc váy trắng điểm hoa hồng xanh mang phong cách phương Tây và một chiếc sườn xám cách tân. Hai bộ trang phục bó sát vào cơ thể giúp nữ diễn viên khoe vòng eo nhỏ xíu cùng bờ vai thon gọn. Nữ diễn viên còn được khen ngợi đẹp tựa nữ chính ngôn tình. Bộ váy cưới làm tôn lên nét dịu dàng nữ tính của nữ diễn viên, trông cô đằm thắm hơn khác với hình ảnh nhí nhảnh đáng yêu thường ngày. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên. Phim xoay quanh Hứa Nghiên, một cô gái từ nhỏ đã kiên cường, không chịu khuất phục, nỗ lực 10 năm để xây dựng sự nghiệp ở thành phố lớn. Cô kết hôn với chàng trai tài hoa xuất chúng Thẩm Hạo Minh, nhưng vì khác biệt từ thân thế tới suy nghĩ, cả hai dần rạn nứt, sau đó quyết định ly hôn. Khi sự nghiệp lẫn hôn nhân đều lao đao, Hứa Nghiên tìm cách định hướng lại con đường của mình, nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tóc Xoa Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.